Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bộ Công an hành dân đến bao giờ? Báo AFA ngày 31 tháng 8 có bài bình luận của tác giả Lê Ngạo Thiên về việc Bộ Công an Việt Nam liên tục thay đổi hình thức làm giấy tờ cá nhân đã làm cho người dân gặp khó khăn rất nhiều, hình ảnh bài viết trên AFA. Theo đó, tác giả trích lời Công an giải thích về việc này là để nhanh chóng điện tử hóa tất cả các thông số về dân cư nhằm giảm bớt lượng giấy tờ hành chính cho người dân, đồng thời cơ quan quản lý được dễ dàng. Luật căn cước công dân quy định giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân mã vạch được sử dụng tiếp tục cho đến khi hết thời hạn quy định, tức là còn mấy chục năm nữa. Thế nhưng các phường vẫn liên tiếp kêu gọi thúc giục người dân đi làm căn cước gắn chip lại tất cả. Do suốt thời gian dài chạy nước rút để làm căn cước, nên sau khi về đích thì hầu như tất cả vận động viên đều bị chuột rút do phải tăng ca, làm ngày, làm đêm, mắt tuét, tè le, nên lực lượng công an nhập sai thông tin vô số, sai đủ kiểu, sai họ, sai tên, sai ngày tháng năm sinh hoặc cả ba loại thông tin này. Sai nơi sinh, sai giới tính, sai địa chỉ thường trú, sai quê quán, sai tên cha, tên mẹ. Khi sai bất cứ thông tin nào trong các loại trên thì mã số định danh công dân cũng sai. Người dân buộc phải đi làm lại mã số định danh mới, sau đó mới lại làm căn cước gắn chip. Tác giả nói rằng, tùy sai sót thuộc về cơ quan quản lý nhưng quá trình sửa sai không hề được giản lược bất cứ bước nào cho người dân. Nhiều người được cấp mã số định danh ở chỗ cũ, sau đó chuyển chỗ ở mới khác tỉnh thành, cũng phải bỏ thời gian và tiền bạc quay trở lại nơi ở cũ để nộp hồ sơ chỉnh sửa thông tin, xin cấp lại mã số định danh mới. Người nào đã làm xong căn cứ gắn chip mà sai thông tin thì phải làm lại từ đầu lập lại một quy trình gồm nhiều khâu và gấp bội phiền toái tốn kém bực bội hành cả cũ sai thông tin ở trên tờ khai dẫn đến sai mã số định danh hoặc sai trên căn cước gắn chip xem như người dân khổ hết nước nói có nhà báo kể trên facebook cá nhân chị gái bị sai năm sinh trên số định danh nên phải đi vài trăm cây số về nơi ở cũ xin nhập lại số mới ở nhà cũ thì không còn phải thuê khách sạn để ở, thuê xe để đi lại tốn mấy triệu bạc, hình ảnh cảnh người dân đi làm căn cước công dân. Không có mã số định danh nên dù là thông tin trên chứng minh nhân dân cũ có khớp với đăng ký tại nhà mạng điện thoại, nhưng nhà mạng vẫn khẳng định là bà không chứng minh được chính chủ thuê bao điện thoại. Họ cắt luôn số điện thoại đã dùng hai chục năm của bà, lý do là công an yêu cầu làm như thế không có số điện thoại để liên lạc, không nhập được hộ khẩu, không làm được căn cứ công dân. Bà phải chờ 3 tháng mới được cấp lại mã số định danh mới. Theo tác giả thì chỉ trong vòng 7 năm qua, chứng minh nhân dân, căn cứ công dân của người Việt Nam đã thay đổi liên tục đến 3 lần. Lần đầu vào năm 2016 khi luật căn cứ công dân có hiệu lực, từ đang sử dụng giấy chứng minh nhân dân, người dân bắt đầu được cấp thẻ căn cước công dân có mã vạch. Tuy nhiên, do thiếu điều kiện về kỹ thuật và cơ sở vật chất, chỉ có 16 trên 63 tỉnh thành cấp được căn cước công dân có mã vạch cho người dân. 47 tỉnh thành còn lại thì vẫn dùng giấy chứng minh nhân dân theo mẫu cũ. Điều này dẫn tới cùng lúc có 2-3 loại giấy tờ tùy thân có cùng giá trị sử dụng gồm chứng minh nhân dân chính số, 12 số và căn cước mã vạch. Chỉ 5 năm sau, toàn quốc thực hiện cao điểm cấp căn cước gắn chip từ ba loại giấy tờ tùy thân có cùng giá trị sử dụng lên thành 4 loại. Luật căn cứ công dân sửa đổi sẽ được thông qua vào cuối năm nay, cụ thể là vào tháng 11 năm 2023. Khi đó, chắc như bác rằng toàn ngành công an sẽ lại tiếp tục phát động một đợt cao điểm làm thẻ căn cước mới. Tức là chỉ vỏn vẹn trong 8 năm, loại giấy tờ thiết thân nhất của người dân thay đổi đến 4 lần. Mỗi lần như thế, dân lại phải tốn thêm tiền và thời gian để đi cấp đổi. Chưa kể người dân ở các phường xã, quận sắp tới sẽ bị xóa sổ. Để sắp nhập thành đơn vị hành chính mới thì phải thay đổi giấy tờ liên tục để cập nhật thông tin. Nhưng cái kiếp làm con dân, à nhầm, làm công dân Việt Nam, nó vốn như vậy rồi. Năm cha, ba mẹ, 18 bà cô cùng kịch liệt nắm đầu quản lý. Chừng nào còn một sợi tóc thì chừng đó kiếp nạn thứ 82 của các ông bà chủ còn sống mãi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm đê với bản tin Bộ Công an hành dân đến bao giờ? Đi tị nạn nước ngoài vẫn còn bị truy nã. Theo VOA ngày 31 tháng 8 đưa tin, ông Lê Văn Sơn qua Mỹ tị nạn chính trị từ 6 năm trước và hiện đang là thường trú nhân ở tiểu bang Oregon. Nhưng gần đây, anh phát hiện kênh YouTube của đài An ninh TV đọc lại lệnh truy nã anh với cáo buộc không chấp hành án hình ảnh VOA đưa tin. Ông Sơn nói rằng ông không quá lo lắng về việc này vì ông là một thường trú nhân hợp pháp và được chính phủ Mỹ bảo trợ. Đài truyền hình an ninh TV của Bộ Công an Việt Nam hôm 18 tháng 8 loan tin rằng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã đối với ông Lê Văn Sơn, can tội không chấp hành án. Quyết định này không phải là diễn biến mới đối với ông Lê Văn Sơn, vì hồi tháng 3 năm 2018, Công an Thanh Hóa ra lệnh truy nã toàn quốc đối với ông Lê Văn Sơn vì không chấp hành án. Từ bang Oregon, Mỹ, ông Lê Văn Sơn, cựu tù nhân lương tâm, từng bị giam cầm cùng với nhóm 14 thanh niên công giáo năm 2011, chia sẻ với VOA rằng Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng thấy hết sức bình thường. Bất ngờ là vì họ biết rõ ràng tôi đang ở Mỹ, một cư dân hợp pháp ở Hoa Kỳ. Họ biết điều đó mà vẫn ra lệnh truy nã như vậy. Nó giống như là khủng bố xuyên biên giới. Vào tháng 3 năm 2018, công an Thanh Hóa ra lệnh truy nã ông. Ông Sơn cho biết ông đã tìm cách thoát khỏi Việt Nam đến Thái Lan và sau đó đến Hoa Kỳ an toàn vào ngày 7 tháng 6 năm 2018 nhờ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và người thân. Theo trang web của công an Thanh Hóa, Lê Văn Sơn đã vắng mặt tại địa phương từ tháng 10 năm 2015 vì không chấp hành án quản chế nên bị khởi tố và truy nã. Lê Văn Sơn là một blogger và là nhà hoạt động tranh đấu cho dân chủ tự do tôn giáo. Ông lần đầu bị bắt vào ngày 3 tháng 8 năm 2011. Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 8 tháng 1 năm 2013, chính quyền Việt Nam đã xét xử 14 thanh niên công giáo và tinh lành về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền và kết án Lê Văn Sơn 13 năm tù giam và 5 năm quản chế. Sau đó, tại một phiên tòa phúc thẩm, bản án của Lê Văn Sơn được giảm xuống còn 4 năm tù giam và 4 năm quản chế tại địa phương. Sau khi ra tù năm 2015, ông Sơn di chuyển vào Sài Gòn và tiếp tục con đường tranh đấu. Ông từng tỏa kháng tại đường Nguyễn Huệ, quận 1, ngay trước mặt tượng Hồ Chí Minh để yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho các tù nhân lương tâm, chấm dứt hành động đàn áp quyền con người và yêu cầu đa nguyên, đa đảng. Hình ảnh ông Lê Văn Sơn tại Mỹ Ông Sơn nói rằng ông không chấp hành án quản chế vì ông cho rằng ông không có tội. Ông Sơn cũng cho biết rằng sau vụ án 14 thanh niên công giáo và tình lành, hầu hết các thành viên đều quyết định không chấp hành án quản chế và họ quyết định không nhận tội, không chấp hành bản án năm 2013 mà họ cho là bị chính quyền áp đặt. Ông Sơn nói rằng tôi không phải là một tội phạm hình sự đối với pháp luật Hoa Kỳ. Tôi là một tù nhân chính trị được bảo trợ, bảo lãnh và được sự giúp đỡ ủng hộ của chính phủ Hoa Kỳ từ khi tôi còn ở Việt Nam cho đến ngày hôm nay. Ông Sơn thắc mắc về lý do chính quyền Việt Nam phát lệnh truy nã ông vào thời điểm này sau khi xảy ra một số vụ việc mà ông cho rằng là do mật vụ Việt Nam bắt cóc người từ nước ngoài về. Ông viết trên Facebook hôm 21 tháng 8: "Liệu cộng sản Việt Nam có mưu đồ gì đối với tôi trong thời gian tới?" Họ có thể qua Mỹ để bắt cóc tôi giống như những trường hợp Trịnh Xuân Thanh tại Đức hay Thái Văn Đường, trường duy nhất tại Thái Lan. Ông Sơn là một trong số các nhà hoạt động nhân quyền, tôn giáo sống lưu vong ở nước ngoài, nhưng bị chính quyền Việt Nam truy tố, truy nã. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phần bàn châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, đã gọi hành động truy nã Lê Văn Sơn và mục sư Aga là hành động đàn áp xuyên quốc gia quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin đi tị nạn nước ngoài vẫn còn bị truy nã quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký Kênh YouTube và Facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất Ngọc Thơ thời báo chấm d